Chào mừng tất cả các em đã đến với kênh YouTube Minh Hạnh. Buổi học hôm nay cô và các em chúng ta cùng đi vào các bài tập trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài năng lượng ánh sáng, tia sáng, vùng tối. Các bạn ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài 15.1. Dụng cụ thí nghiệm thu năng lượng ánh sáng, chuyển hóa thành điện năng gồm những dụng cụ nào? Như chúng ta đã học ở phần lý thuyết thì dụng cụ để chúng ta thu năng lượng ánh sáng sau đó chuyển hóa thành điện năng thì sẽ bao gồm đó là pin quang điện và dây nối. Bài 15.1 các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án D. Sang bài tập 15.2, máy tính cầm tay sử dụng năng lượng mặt trời đã chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành điện năng. Chúng ta sẽ khoanh vào đáp án A. Tiếp tục chuyển sang bài tập 15.3. Hình 15.1 biểu diễn một tia sáng truyền trong không khí, mũi tên cho biết cái gì? Ở đây các em thấy có một tia sáng đây, đúng không? Đang truyền trong không khí. Và mũi tên trong cái đường truyền trong cái mũi tên ở trong cái biểu khi mà chúng ta biểu diễn cái đường truyền của tia sáng đấy thì nó sẽ cho biết là hướng truyền của ánh sáng. Đấy. Như vậy hướng truyền của ánh sáng nó đang truyền theo hướng như này. Vậy các em sẽ khoanh vào đáp án đúng 15.3 chính là đáp án B. Tiếp tục chuyển sang bài tập 15.4. Một mục tiêu di động giữa hai điểm AB. Một mục tiêu di động ở giữa A và B. Ở bên kia một bức tường. Trên bức tường có một lỗ thủng như hình 15.2. Ở bên này bức tường, quan sát cần phải đặt mắt trong khoảng nào để chúng ta nhìn thấy được mục tiêu. Mục tiêu thì nó di động trong khoảng này. Vậy các em sẽ đặt mắt trong khoảng nào ở phía bên này để chúng ta nhìn thấy mục tiêu trong khoảng AB. Muốn xác định được cái vị trí mà chúng ta đặt mắt thì các em sẽ nối như sau. Các em từ vị trí A, các em sẽ nối qua cái lỗ hổng này. Đấy. Như vậy là chúng ta đã các em đã nối được đến vị trí của điểm. Điểm này là điểm N. Tương tự, từ vị trí B, các em sẽ nối đến vị trí của lỗ hổng cho cô. Như vậy, sang bên này thì nó trùng với vị trí M. Vậy khi mà các em đặt mắt nằm trong khoảng MN thì các em sẽ có thể, chúng ta sẽ nhìn thấy được mục tiêu di động giữa cái khoảng AB ở phía bên này. Vậy thì vị trí các em đặt mắt là từ M đến N. Các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án B. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập 15.5. Cô có bài tập 15.5 như sau. Khi xếp hàng chào cờ, em cần phải ngắm như thế nào để chúng ta đứng thẳng hàng với các bạn? Và hãy đi giải thích là tại sao chúng ta lại đứng như vậy. Thì khi mà các em đứng chào cờ đấy, các em sẽ ngắm. Nếu như mà các em chỉ nhìn thấy đầu của bạn mà đứng ngay ở phía trước mặt của các em đấy, mà các em không nhìn thấy đầu của các bạn còn lại, thì chứng tỏ là em đã đứng thẳng hàng với các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là ánh sáng thì nó truyền đi theo đường thẳng. Nên là ánh sáng từ đầu của các bạn còn lại thì đã bị che khuất bởi cái bạn mà đứng ngay trước mắt của chúng ta đấy. Nên là chúng ta chỉ nhìn thấy bạn đứng ngay phía trước mắt của chúng ta mà không nhìn thấy các bạn còn lại. Có phải không? Như vậy các em sẽ giải thích bài tập 15.5 như sau. Em đứng và ngắm. Nếu chỉ thấy đầu của bạn đứng ngay trước em mà không thấy đầu của các bạn còn lại, chứng tỏ em đã đứng thẳng hàng với các bạn.
Candy giải thích, ánh sáng truyền theo đường thẳng, nên ánh sáng từ đầu của các bạn còn lại truyền tới mắt em thì đã bị bạn đứng ngay trước mắt của em che khuất. Như vậy là chúng ta chỉ nhìn thấy cái bạn đứng ngay phía trước của chúng ta thôi, mà chúng ta không nhìn thấy các bạn còn lại. Như vậy là chúng ta đã đứng thẳng hàng rồi. Bạn nào mà chưa xong, Kem có thể dừng một chút để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập 15.6. Chùm ánh sáng phát ra từ đèn pha xe máy khi chiếu xa. Kem chú ý là khi chiếu xa nhé. Thì khi chiếu xa thì nó sẽ là chùm sáng song song. Còn khi mà chiếu gần thì nó sẽ là chùm sáng phân kỳ nhá. Khi chiếu gần thì nó là chùm phân kỳ, nhưng ở đây người ta bảo là khi chiếu xa thì nó sẽ là chùm sáng song song thì mới chiếu xa được. Các bạn sẽ khoanh đáp án C. Tiếp tục sang 15.7. Trong thí nghiệm tạo bóng với nguồn sáng rộng, kích thước bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi di chuyển màn chắn ra xa vật cản sáng? Khi mà chúng ta di chuyển màn chắn ra xa cái vật cản sáng đấy, thì cái kích thước của bóng nửa tối sẽ tăng lên. Tăng lên thì các em sẽ khoanh vào đáp án A. Tiếp tục chuyển sang bài tập 15.8. Bài tập thí nghiệm ở nhà yêu cầu các em bố trí thí nghiệm như hình 15.3 ở đây. Dùng quả bóng bay, các em dùng một quả bóng bay, các em bịt kín miệng của một chai thủy tinh. Sau đó, vào cái trời nắng nóng đi. Càng nóng thì chúng ta càng thấy hiện tượng xảy ra nó càng rõ ràng. Tức là các em đặt chai ra ngoài trời nắng. Đấy, trời nắng càng nóng thì chúng ta càng thấy rõ hiện tượng nhá. Trong 10 phút, các em quan sát sự thay đổi hình dạng của quả bóng bay, mô tả và chúng ta đi giải thích hiện tượng. Thì khi mà kem bịt cái miệng của chai thủy tinh như thế này, và chúng ta để chai thủy tinh này ngoài trời nắng trong 10 phút, thì các em sẽ thấy hiện tượng là cái quả bóng bay này nó sẽ bị phình to ra. Phình to ra. Chúng ta sẽ giải thích là ánh sáng của mặt trời nó chiếu vào cái bình thủy tinh này, thì nó làm cho không khí ở phía trong bình thủy tinh này nóng lên. Và khi không khí ở phía bên trong cái chai này nó nóng lên thì sao? Thì không khí trong chai nó bị giãn nở vì nhiệt, đúng không? Giãn nở vì nhiệt. Như vậy là thể tích của nó tăng lên thì một phần không khí nó được đẩy sang quả bóng như này. Nó tràn. xin lỗi các bạn nhé. Một phần không khí nó bị nở ra. Nở ra thì cái kích thước của cái chai này thì không thay đổi, nên là một phần không khí nó bị tràn ra, tràn sang quả bóng, nên nó làm cho quả bóng là bị căng ra. Vậy các em sẽ giải thích bài tập 15.8 như sau. Ta có bài tập 15.8. Các em quan sát thì ta thấy quả bóng phình to ra. Giải thích, ánh sáng mặt trời đã làm nóng không khí ở trong chai. Không khí trong chai nóng lên, nở ra, tràn vào quả bóng bay, dẫn đến là làm cho quả bóng bay căng và phình to ra. Những bạn nào chưa xong, các em có thể dừng một chút để tiếp tục làm xong. Cô chuyển tiếp sang bài tập 15.9. Bài tập 15.9 như sau. Hoạt động trải nghiệm ở sân trường. Yêu cầu các em dùng một chiếc thước dây có độ chìa nhất là 1 cm, một chiếc thước kẻ có độ chìa nhất là 1 mm, chiếc cọc cao 1 m và bóng của nó. Em hãy trình bày cách xác định chiều cao cột cờ của trường vào một ngày nắng nóng, một ngày có nắng. Coi chùm ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất trong phạm vi hẹp, nó là chùm sáng song song. Kem chọn một ngày trời nắng và kem thực hành theo nhóm, sau đó thì báo cáo kết quả theo bảng ở mẫu này. Như vậy, để
làm được thì các bạn chú ý cho cô. Các em sẽ nhìn vào đây, cô chúng ta sẽ phân tích một chút. Đây là ánh sáng mặt trời nó sẽ chiếu như này. Đây nó chiếu xuống như này. Thì nó sẽ chiếu đây. Đây là chúng ta có, các em nhìn vào hình. Các em có EF này. Có độ cao là H, có chiều dài là H này. H này chính là chiều cao của cột cờ. Chiều cao thực tế của cột cờ. Ánh sáng nó chiếu, ánh sáng mặt trời chiếu từ đỉnh nó chiếu xuống như này. Qua cái đây là BC này là cái cọc đây, cái cọc dài 1 mét kem để như này. Chúng ta có ánh sáng mặt trời chiếu từ đỉnh của cột cờ qua cái gì? Qua đỉnh của cái cọc và xuống đây. Thì chúng ta sẽ có, đây là các em sẽ thấy là cái L này là chính là cái bóng của cái cọc ở trên mặt đất. Bóng của cọc trên mặt đất. Còn cái L lớn này từ đây đây chính là bóng của cái cột cờ ở trên mặt đất. Có phải không? Bóng của cột cờ trên mặt đất. Và rõ ràng là chúng ta thấy hai tam giác là ABC và tam giác AEF. Hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng. Thì các em sẽ suy ra được cái tỷ lệ là H lớn chia cho H nhỏ thì sẽ bằng L lớn chia L nhỏ. Từ đây muốn tìm chiều cao H lớn của cột cờ, các em sẽ lấy H nhỏ các em nhân với L lớn trên L nhỏ. Cái H nhỏ này thì bằng 1 mét rồi. Đề bài người ta cho là chiều cao của cọc là bằng 1 mét. Như vậy, muốn tìm H lớn thì các em sẽ lấy L lớn chia cho L nhỏ thôi. Được không? Lấy L lớn chia L nhỏ. Nhắc lại nhá, muốn tìm H thì các em lấy L lớn chia L nhỏ. Trong đó L lớn này là bóng của gì? Bóng của cây cột, của cột cờ. Còn L nhỏ này là bóng của cái cọc 1 mét. Như vậy các em sẽ lấy bóng của cột cờ này, các em chia cho bóng của cọc. Các em lấy cái số 1 này, các em chia cho số 2 này. Lấy cái này chia cái này thì sẽ ra được chiều cao của cột cờ. Phần này thì các em sẽ cái bạn nào cần thì có thể dừng lại để xem kỹ hơn cái phần cô biến đổi để cô đưa ra công thức. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện bảng nhé. Cô ví dụ như sau. Ví dụ như là cô thấy bóng của chiếc cọc, bóng của chiếc cọc 1 mét thì bây giờ nó chỉ có bao nhiêu thôi? Nó chỉ có 0,5 mét thôi chẳng hạn. Còn bóng của cái cột cờ ở trên mặt đất là 9 mét. Như vậy chiều cao cột cờ thì cô sẽ lấy 9, cô chia cho 0,5 thì sẽ bằng 18 mét đi. Chưa? Tiếp theo là ví dụ như cô thấy chiều dài bóng của chiếc cọc bây giờ là 0,4. Chiều dài của cột cờ là gần bằng 7 mét đi xem nào. Chiều dài của nó tầm khoảng 7 mét đi. Chiều dài của chiếc bóng đấy, chiếc bóng của cái cột cờ đấy, chiều dài này này là 7 mét. Chiều dài của bóng của cái cọc này chỉ có 0,4 mét thôi. Như vậy muốn tìm chiều dài cột cờ thì các em sẽ lấy số 1 chia số 2, tức là lấy 7 chia 0,4 thì nó bằng 17,5 mét. Tiếp theo, ví dụ như cái bóng này bây giờ là nó 0,8 mét. Bóng của chiếc cọc là 0,8 mét. Thì và các em đo được là chiều dài của cột cờ, chiều dài bóng của cột cờ
tầm khoảng 14,5 mét. Đấy, có sai số một chút cũng được. Thì các em sẽ lấy 14,5, các em chia 0,8 thì ta được 18,125. Và chiều cao trung bình của cột cờ thì các em lấy 3 cái số này, các em cộng vào, rồi các em đi chia 3. Cộng vào các em chia 3. Đây cô lấy làm sao để cô lấy để cho nó ra ra tròn số 18 luôn nhá. Thì ở đây cô chuyển thành 14,8 đi. 14,8 mét đi. Cho là cái chiều dài bóng của cột cờ 14,8 mét. Thì cái số này các em sẽ chuyển lại cho cô là 18,5 đi, 18,5 mét nhá. Để khi mà cô lấy trung bình cộng ấy, cô ra luôn số 18 cho nó tròn số. Các bạn hiểu ý cô không? Như vậy ở đây cô sửa thành 18,5. Thì các bạn nhớ cho cô cái cột số 3 này này. Cái cột số 3 này thì chính bằng cột số 1 chia cột số 2. Hiểu chưa? Như vậy ở đây muốn tìm chiều cao trung bình của cột cờ, các em sẽ lấy 3 số này, các em cộng vào với nhau, rồi các em đi chia 3. Vậy thì chúng ta sẽ được là chiều cao trung bình cột cờ ở đây sẽ là 18m. Đấy. Các em có thể để như lúc nãy 14,4 thì ở đây các em sẽ điền là 18,125. Sau đấy thì các em lấy 3 số này, các em cộng vào nhau, các em chia 3 thì cũng được. Nhưng mà nó ra sẽ ra số hơi lẻ một chút thôi. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong toàn bộ các bài tập. Bài 15 trong vở bài tập, trong quyển bài tập khoa học tự nhiên lớp 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em ủng hộ cho cô thì hãy cho cô một like video và một đăng ký kênh nhé. Chúc tất cả các em luôn học tập tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.